Nhận định nho cảnh sẽ hút hàng vào dịp Tết Mậu Tuất 2018, cách đây 4 tháng, nông dân Nguyễn Thường Lan ở phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã mua hai sào nho vừa ra trái của nông dân trong vùng để chiết cành vào chậu làm nho kiển đúng dịp Tết. Dự kiến từ hai sào nho này sẽ chiết được hơn 7.000 chậu nho kiển. Giá bán mỗi chậu nho kiển Tết này dao động từ 180.000 đến 200.000 đồng, tăng 30.000 đồng mỗi chậu so với Tết năm trước. Với mức giá này, sau khi trừ chi phí, ông Lan lãi hơn 60 triệu đồng một sào, gấp đôi so với bán nho trái ăn tươi trên cùng diện tích năm năm trước và năm nay thì mới sáng tạo ra một loại nho là nho gọi là nho kiển nho trong chậu khách ở phương xa thì rất là lạ đặt rất nhiều chùm nho sum xuê có ý nghĩa cầu mong sự sung túc với ý nghĩa đó nho kiển được người tiêu dùng trong cả nước ưa chuộng mỗi dịp tết đến xuân về theo những nhà vườn trồng nho kiển trong tỉnh từ trước tết nguyên đáng cả tháng sản phẩm nho kiển đã được các thương lái đến bao tiêu hết và giờ trở nên khan hiếm